Xin chào tất cả các bạn học viên nhé. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đồng bộ chìa khóa khi chúng ta thay chìa khóa mới cho dòng Biago. Thì trước tiên thì anh em để ý đây, ví dụ như bây giờ hiện tại chiếc xe Biago này đang vào trong tình trạng là bị hỏng ổ khóa và cũng như là mất chìa khóa. Thì bây giờ khách hàng yêu cầu chúng ta là thay bộ ổ khóa mới. Thì nếu theo quy định của hãng thì chúng ta phải thay cả IC để nó đồng bộ với nhau mới nổ máy được. Nhưng vì lý do là chúng ta muốn tiết kiệm chi phí thì anh em sẽ làm như sau. IC trên xe chúng ta vẫn giữ nguyên bản. Thì đối với dòng xe này Biago thì nhiều anh em gọi là con Miu, nhưng anh em thợ sẽ gọi là IC. Thì bây giờ như chiếc xe này là tôi đã thay ổ khóa mới rồi. Và đây là hai cái chìa mới. Thì khi chúng ta thay mới xong thì chúng ta mở khóa lên. Nếu chúng ta không cài đặt thì xe nó sẽ xảy ra cái tình trạng như sau. Các bạn mở khóa lên thì cái đèn nó báo lỗi sẽ sáng. Rồi, và cái đèn cốt nó sẽ nháy. Thì chúng ta sẽ đọc số lần nhấp nháy này, chúng ta tra theo tài liệu. Thì với cái lỗi này có nghĩa là mã xác thực không đúng với con IC, cho nên là xe không thể đè được, hoặc là đè được mà không nổ máy, hoặc là nổ máy được mà không lên ga được, tùy theo cái chiếc xe Liberty của từng đời. Đó, thì đây là chìa đầu tiên. Đến chìa thứ hai thì chúng ta cũng thử như vậy, cũng mở khóa lên là nó cũng báo lỗi như vậy nha. Đó, nó cũng sẽ báo lỗi như vậy luôn. Rồi. Đó. Vậy thì bây giờ nếu các bạn không đồng bộ thì xe nó sẽ không thể nổ máy được. Vậy thì bây giờ muốn để đồng bộ được thì công việc đầu tiên chúng ta làm đó là chúng ta phải chuẩn bị cái máy chẩn đoán. Có thể là máy đọc lỗi MST, cũng có thể là máy Motocam. Rồi, thì chúng ta sẽ kết nối máy với xe. Rắc chẩn đoán lỗi ở bình ắc quy, chúng ta ghim dây đọc lỗi vào nha. Sau đó kết nối với máy. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ vào chế độ chẩn đoán của máy như sau. Đây. Rồi, chúng ta sẽ vào chế độ chẩn đoán của máy, chúng ta vô chọn vào chế độ là Biago, tức là hãng VEC3 hoặc Biago. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn vào hãng Biago. Chúng ta nhấn đồng ý, Enter. Chúng ta chọn vào mục số 3, tức là cây tức là chìa khóa đó. Rồi, chúng ta nhấn OK, đồng ý. Sau đó chúng ta chọn Miu G3, đồng ý. Rồi, thì lúc này chúng ta thấy là máy nó báo kết nối hộp đen thất bại. Thì có nghĩa là chúng ta đang quên cái vấn đề là chúng ta không mở khóa ha. Rồi, lúc này tôi nhét cái chìa khóa màu nâu vào xe. Tôi vừa mở chìa khóa lên trước. Rồi. Rồi, sau đó tôi vào là tôi đọc lại từ đầu. Tôi nhấn Enter. Rồi, tôi đọc tiếp. Rồi, thì lúc này chúng ta xuống cái tính năng đặc biệt. Rồi, chúng ta reset Tomil, tức là xóa trắng bộ nhớ của IC đi. Bây giờ tôi đọc mã cho các bạn coi trước. Đây, đây là cái mã của IC. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Ở trong con IC này đã có hai mã chính và mã phụ. Thì cái mã này là mã ban đầu của khách hàng đang sử dụng mà đã bị mất chìa đó, được chưa? Thì bây giờ cái việc của chúng ta muốn cài cái mã mới vào trong cái con IC này thì chúng ta phải xóa cái mã này đi. Thì cách xóa như sau, chúng ta thoát ra. Rồi, chúng ta vô reset Tomil. Nhấn OK hai cái. Rồi, tiến hành mã đã xóa được thành công. Bây giờ chúng ta đọc lại từ đầu thì chúng ta sẽ thấy là gì? Mã nó đã trở về một số thôi, tức là không còn mã nữa. Rồi, thì các bạn đã thấy là lúc này tôi đã xóa trắng con IC rồi. Lúc này trong mã IC không còn mã nên nó nổi tất cả các chữ F lên. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập như sau. Lúc này chúng ta không sử dụng máy chẩn đoán nữa vì máy chẩn đoán đã hết nhiệm vụ rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ thực hành bằng cái phương pháp thủ công. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị hai chìa khóa chính và phụ nha. Rồi, chúng ta thực hiện như sau này. Cầm cho tôi xong rồi tí đưa tôi. Rồi, chúng ta thực hiện như sau này. Chúng ta tắt chìa khóa đi. Chúng ta tắt chìa khóa đi nè. Chúng ta nhét cái chìa chính vào, tức là chìa nâu.
chúng ta bật chìa khóa lên thì chúng ta nhìn vào cái đèn này, để ý cái đèn này không được để nó tắt nha. Chúng ta mở khóa lên, đèn đang sáng là chúng ta phải tắt khóa đi và rút cái chìa khóa ra liền đó, sau đó cắm chìa khóa phụ vào và bật lên, cũng làm y chang như vậy, thực hiện như vậy là 3 lần, và phải nhớ là phải nhanh và cũng không được chậm, phải đúng nha. Rồi bước đầu tiên tôi làm, các bạn quan sát nha, tôi bật chìa lâu lên, rồi đèn sáng rồi tôi tắt luôn, tắt tôi rút chìa lâu ra, đưa cái chìa xanh ra, cái ổ khóa mới mà sao liệt ra, rồi tôi nhét cái chìa xanh vào, tôi bật khóa lên cũng như vậy luôn, đèn đang sáng tắt, rồi nhớ là chúng ta phải tắt chìa khóa trước cái lúc trước, rồi chúng ta lại nhét chìa lâu vào, chúng ta tắt chìa khóa trước cái khi đèn đỏ nó tắt nha. Đến tiếp tục đến chìa xanh. Ồ, sai rồi. Đó, chúng ta làm như vậy do tôi đang quay lên là làm nó hơi trễ. Chúng ta thực hiện lại nha. Rồi xin lỗi tất cả anh em vì lấy là do cái ổ khóa nó đang còn mới, nó đang bị kẹt nha. Em nó đang còn zin. Nên bây giờ chúng ta làm lại từ đầu nha. Cách đồng bộ chìa khóa của Vec 3 này, chúng ta làm lại từ đầu này. Chuẩn bị chìa nâu trước này nha. Chúng ta cắm vào. Rồi. Chúng ta mở khóa lên, đèn cốt nó sáng nhưng mà chúng ta sẽ tắt chìa khóa trước khi để đèn này tắt. Này, mở lên. Rồi, ôi sao có vấn đề gì rồi? Để tôi reset lại cái đã nhá. Vì do chúng ta thực hiện sai á. Ta reset lại từ đầu. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ cài đặt lại từ đầu ha. Đây, chúng ta cắm chìa lâu vào trước, mở khóa lên. Rồi đèn sáng rồi tắt, rút chìa. Đưa chìa phụ. Mở khóa, đèn sáng rồi tắt. Rút chìa. Đưa chìa chính. Rút chìa. Làm như vậy 3 lần nhá. Rồi lần cuối cùng là 3 chìa là thành 6 lần đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử máy xem là lỗ chưa nha. Rồi nếu nó còn báo lỗi thì chúng ta làm chưa đúng. Rồi lúc này đèn đã hết báo lỗi, được chưa? Và đèn cốt cũng không báo, chúng ta để máy thử xem. Rồi ok, như vậy là xe đã nổ. Rồi ok. Rồi ok. Thì có nghĩa là như vậy là chúng ta đã thành công. Và anh em để ý này, có những cái trường hợp như này là chúng ta mở khóa lên, chúng ta coi đây nha. Mở khóa lên nè. Đèn sáng không tắt, rồi nó nháy nhanh à. 1 2 đó thì có nghĩa là trong cái con IC này đã lưu 2 chìa nhá, lưu 2 mã số. Thì cái đó là không sao hết. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra lại, chúng ta vào chúng ta đọc lại mã này, thì bây giờ hai cái chìa này nó đã có mã số lưu ở trong con IC rồi. Giờ chúng ta đọc lại, chúng ta coi. Nhiều lúc cái máy nó báo chưa truy cập thất bại thì chúng ta cũng đừng có ngại nha, đừng có lằn nòng, tiếp tục bấm đi, ok cứ ok đi một vài lần là được. Wi-Fi yếu đó các bạn. Rồi đó, chúng ta sẽ thấy là bây giờ là IC đã có 2 mã. Và 2 mã này không phải mã ban đầu nữa nha, mà mã này là mã của cái 2 cái chìa mới chúng ta vừa thay á. Rồi, đó thì xong cái bài này là đã hoàn tất cái vấn đề là cài đặt thêm chìa, đồng bộ chìa cho dòng Virgo. Rồi, chúc anh em thành công nha.